Lời nói gói vàng. Hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc tiểu thuyết Tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố, qua giọng kể của diễn giả Phan Phúc Thắng. Kỹ thuật nhạc đệm do Phúc Chiến phụ trách. Kính mời quý vị nhấn nút đăng ký kênh để tiếp lửa cho ekip có động lực sáng tạo, sản xuất nhiều nội dung hay, đắt giá và nhân văn phục vụ quý vị. Nắng quái in ánh vàng trên dãy ngọn tre, đàn liếu điếu líu tíu kêu trong cảnh khế, mấy con triển triển díu dít gọi nhau trên tàu cao. Nghị Quế vành râu đứng trong sân gạch, ngắm đôi bồ câu gật gù nhau ở cửa chuồng. Nhắc thấy mẹ con chị Dậu nhô vào, hắn hỏi một cách thật động: làm cái gì mà bây giờ mà dắt nhau đến, để người ta chờ đợi mấy tiếng đồng hồ? Dính vào chúng bày lúc nào cũng bực mình lúc ấy, không có đứa nào giữ được đúng hẹn bao giờ. Lễ phép, mẹ con chị Dậu cúi đầu chào: bẩm cụ, nhà con bị trói ở đình, con phải nói mãi các ông ấy mới cởi trói cho để ký văn tự. Và lại đường cũng hơi xa, con đi khí chậm, xin cụ tha lỗi cho. Bà ở trong nhà khách đấy, đem nhau vào mà nói với bà. Rồi hắn gọi chõ vào trong sân: đứa nào ra coi chó cho chúng nó. Dạ. Như anh phường trò đón dịp, thằng bếp dạ một tiếng thật dài, rồi nó cầm gậy đuổi chó, đưa mẹ con chị Dậu và con chó cái lên tòa nhà mà chị đã vào lúc nãy. Mụ Nghị phủ đầu bằng giọng gắt gỏng: đã bảo lấy cái gì đầy cho mấy con chó con, kéo nó bị nắng, sao lại chỉ úp cho nó một cái mẹt danh thế kia hả? Thèn lẹn, chị Dậu trả lời bằng câu lạy cụ, rồi nhờ thằng bếp buộc cái xích của con chó cái vào cột. Chị thong thả hạ dụ chó con trên đầu xuống thềm. Mụ Nghị liếc nhìn cái tí, the thế mụ mắng chị Dậu: thế mà cả vợ lẫn chồng cũng dám sinh là rằng nó đã lên bảy mà bà bằng cái nhãi thế kia hả? Bà biết ngay mà, cái đời nhà chúng bay thì có câu nào nói thật. Bẩm cụ, chúng con không dám nói dối, thật quả là đã lên 7 tuổi ạ. Thằng em nó đã lên 5, còn con em nó bữa nay cũng đã lên 2, con được 3 cháu cả thầy ạ. Nghị Quế ở sân vừa vào, chỉ vào mặt chỉ Dậu, hắn tỏ ra người rất oai: im cái mồm, đừng có mà giờ trò cả kê ra đấy. Mấy cháu mà kệ nhà mày, để lắm thì bán nhiều, chớ làm trò gì. Mở cái ổ ra, tao xem mấy con chó con. Mụ Nghị tiếp theo chồng: ấy đấy, ông tính nó nói thế có nghe được không? Rồi mụ ngoảnh trông chị Dậu: này thì liệu hồn, bà thì tống cổ cả đi, không thèm mua bán gì nữa đây bây giờ. Dễ bà bằng đôi bằng lứa với mày hay sao? Chưa nói mày đã cãi liền lão quen mặt. Con bé bằng ngần kia, mày dám xuyên xuyết bảo nó lên 7. Nói cho chó nó nghe. Cái tí đứng nép sau cột, nét mặt thiểu thiểu như lo mình mới đánh rơi một tuổi lúc nào. Chị Dậu đờ người ngồi thừ với những giọt nước mắt đọng trong đám lông mi long lánh. Hai bên thái dương Nghị Quế nổi những sợi gân tím bầm để báo tin một câu giận dữ: nó vẫn không mở mấy con chó ra, có tiếc thì đem về nhà mà nuôi. Nước mắt nhỏ xuống gạch thềm thánh thót, chị Dậu cắm cùi cởi mấy nút lạt buộc và bỏ cái mẹt ra thềm. Nghị Quế vội vàng ngồi xuống cạnh rổ. Bốn con chó lần lượt bị hắn túm cổ xách lên, xem tai, xem mắt, xem lưỡi, xem chân, xem bụng, xem đuôi, xem ngực. Có con bị hắn tỉ mỉ bới vạch từng cái lông tơ, rồi hắn ngắm nghía đến con chó cái. Một lát sau, vẻ mặt hơi dịu, hắn vào ngồi bắt chân chữ ngũ trong sập và bảo chỉ Dậu: văn tự đâu? Đưa đây tao xem. Chị Dậu rón rén cởi cái văn tự ở đầu dạ yếm, khúm núm đặt lên sập.
cầm bức văn tự, Nghị Quế chỉ nhìn đi nhìn lại ở chỗ Lý Trưởng đóng truyện. Lâu lâu quay ra hắn bảo thằng nhỏ. Mày đi lấy mấy bát cơm nguội. Lấy nhiều nhiều vào để tao cho đàn chó nó ăn thử, xem sao. Thằng nhỏ ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà ngang sau một tiếng dạ gọn ghẽ. Mẹ con chỉ dậu dò dò ngồi nép bên cột. Người nọ nhìn cái mặt chan hòa nước mắt của người kia. Bốn con chó con lau nhau đi đến ven thềm. Mỗi con chiếm mỗi vú của con chó cái. Nghị Quế vui vẻ bảo vợ. Bà thử trông xem. Có phải có con nào bị đuôi chấm sống? Tôi cũng đang nhìn. Hình như không cả thì phải. Thằng nhỏ ở nhà ngang lên. Với giá cơm đầy nguội ụ, Nghị Quế bảo mẹ con chỉ dậu bắt đàn chó con thả sang đầu bên thềm này. Tất tả, hắn chạy luôn ra, bưng lấy giá cơm xúc cho mỗi con một bát. Chị dậu nói thật, bốn con chó con đều biết ăn cơm cả rồi. Riêng con chó cái hình như vừa mệt vừa lo, chỉ ăn nhỏ nhẹ vài miếng lại nghỉ. Bằng cái sắc mặt ôn hòa dễ dãi, Nghị Quế nhìn vào chị dậu. Thế con chó cái nhà mày mua ở đâu thế? Bẩm của mẹ con mua ở Lầu Cai đem về cho con ạ. Ừ, có thế chứ. Chắc là giống chó Mông Tự. Chứ ở nhà quê làm gì có thứ chó này. Mụ Nghị đon đả kể công. Bởi thế nhiều người mách rằng là nhà nó có con chó cái khôn lắm. Cho nên là sáng ngày tôi mới cố mua lấy cho được. Chứ bóng không ai có động dồ mà đi chuốc đàn chó vừa mới mở mắt. Thế còn bốn con chó con thì thế nào? Nghị Quế lẩm bẩm gật đầu. Đẹp cả, bốn con bốn kiểu. Một con thì huyền đê, một con thì lốt hổ, một con thì đen tuyền và một con là tứ túc mai hoa. Con nào cũng cúp tai ngắn mặt, đốm lưỡi, mắt xếch lá dề, đẹp lắm. Vừa nói hắn vừa tung tăng đi vào trong sập. Vẫn cái kiểu ngồi bắt chân chữ ngũ, hắn vít lấy cái xe điếu ông. Hút một hơi thuốc lào, rồi hắn rung đùi ra bộ đắc ý. Biết cái gì thì vất vả cái ấy. Ông Phủ Đặng, ông Nghị Bùi, ông Phán Tiên và ông Cứu Cửu Sung trên tỉnh. Các ông ấy đều biết là tôi biết xem chó sành lắm. Ông nào cũng khẩn khoản nhờ tôi mua hộ. Tôi định khi nào bốn con chó này khá lớn thì cho mỗi người một con. Nhưng lại tiếc con chó đen tuyển. Muốn để nhà nuôi vì giống chó ấy là rất lợi chủ. Nuôi nó trong nhà làm ăn rất là thịnh vượng đấy. Mụ Nghị ngắt lời bằng giọng nói nửa thật nửa đùa. Chả có của đâu mà cho. Ai muốn được giống chó tốt phải có tiền đây cho tôi. Không thì để tôi nuôi giáo. Nhà đã 14 con chó cả thầy. Nuôi làm gì nữa? Cơm đâu? Tôi nuôi để nó coi nhà. Nuôi chó còn hơn nuôi đứa ở. Nhà rộng thênh thang thế này. Mấy con chó nhiều gì? Rồi mụ cười giòn quan khách và trỏ vào mặt chị dậu. Cơm chó nhà tao cũng tốn bằng mấy cơm người của nhà mày đấy. Chị dậu dường như tủi thân, cúi xuống gạt thầm nước mắt. Chị không biết nói thế nào. Mấy con chó con thôi ăn, kéo nhau trở lại chỗ con chó cái, bỏ dở cả mấy đống cơm. Nghị Quế sai thằng nhỏ hót hết vào giá, đưa cho cái tí, ra giọng nhân từ. Ông đại biểu của dân bảo đứa con nít khốn nạn. Con bé kia, cầm lấy giá cơm ăn đi, kẻo phí của trời. Ăn bốc cũng được, không phải đũa bát. Nước mắt chảy ra như mưa, cái tí ngần ngại nhìn giá cơm nguội, không muốn chìa tay ra đón. Ông đại biểu cho dân hầm hầm nét mặt. Mày không ăn thừa cơm chó có phải không? Bà Nghị nổi cơn tâm bệnh. Mẹ mày dạy mày đấy hử? Mẹ mày dạy mày thế đấy chứ? Con danh con,
ở đây với bà mà cứ giữ cái thói khoảnh ấy thì bà dần cho từng cái xương. Này, bà bảo cho mày biết, mày ăn cơm chó nhà bà cũng chưa đáng đâu. Con chó nhà bà còn được mấy chục, con người như loại mày ấy chỉ mua có một đồng đấy thôi. Đừng có mà khoảnh với bà. Nghị Quế hạch lạc chỉ dậu. Còn mẹ khốn nạn, mày ngồi dương mắt ra đấy không biết bảo con làm sao? Hay là mày sợ con phải ăn cơm chó thì mày xấu hổ? Dường như thương mẹ bị của, cái tí vội vàng đón lấy giá cơm, rụt rè nó bốc một nắm bò vào miệng, uể oải nhai như bò nhai trấu. Mụ Nghị nghiến răng kẹn kẹt và chỉ vào mặt con bé. Bà truyền đời báo danh cho mày, từ giờ đến mai phải ăn hết giá cơm đấy, rồi mới được ăn cơm khác. Chị Dậu chỉ gục đầu vào cột, nức nở khóc thầm. Nghị Quế quát hỏi. Thế con mẹ kia có lấy tiền không? Hay còn tiếc con tiếc chó? Chị Dậu vội chùi nước mắt đứng dậy. Bẩm cụ. Không để cho chị nói hết, Nghị Quế giục vợ. Bà trả tiền cho nó đi về. Để nó ngồi mãi ở đây, tôi không chịu được. Cái chuông trong hòm leng keng kêu một hồi dài. Mụ Nghị cầm hai chuỗi trinh quăng tọt ra thềm. Đấy, tiền đấy. Chị Dậu lom khom cúi nhặt tiền, toan tính cởi ra đếm lại. Mụ Nghị xa xả. Không ai thèm làm thiếu đồng nào, không phải đếm chắc gì nữa. Chị Dậu dắt tiền vào lưng, rồi chị sùi sụt bảo với cái tí. Thôi, con ở đây hầu hạ hai cụ. U về nhá. Cái tí ôm chầm lấy mẹ khóc như mưa, như gió. U đừng về vội, U hãy ngồi đây với con lúc nữa. Nghị Quế đùng đùng đứng dậy, giơ cái bàn tay hộ pháp táp cho con bé một cái đánh bốp, và hắn hét lên như ông đại tướng trong giặc tuồng. Thằng nhỏ lôi cổ nó xuống nhà bếp kia. Tức thì cái tí liền phải rời mẹ ra, sành sạch theo tay cậu hầu cận của ông dân biểu xuống thềm. Bộ mặt bổ nhích bổ nhác ngành lại với cái miệng mếu sạch, nó nhìn theo mẹ và nói bằng giọng nức nở. Ngày mai U đem thằng Dần sang đây chơi với con nhé. Con nhớ em lắm. Cảm ơn quý độc giả đã lắng nghe. Kính mời quý vị đăng ký kênh để theo dõi những tình tiết gay cấn, hấp dẫn ở chương tiếp theo của tiểu thuyết Tắt Đèn.